Kính chào quý thính giả đến với bản tin trợ lý ảo điểm báo, được phát sóng trên kênh Tây Ninh TV Audio. Tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý thính giả cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 11 giờ, ngày 28 tháng 8 năm 2023 với những thông tin vừa cập nhật trên trang báo mới.com. Mở đầu bản tin là những tin tức trong nước đáng chú ý. Thưa quý thính giả, ngày 27 tháng 8, đoàn công tác của Bộ Công Thương do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã đến kiểm tra, chỉ đạo an toàn tại công ty cổ phần than Vàng Danh, ngay sau vụ tai nạn hầm lò khiến 4 công nhân thiệt mạng. Bộ trưởng Bộ Công Thương cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã đến khu Cánh Gà, phân xưởng khai thác 3, công ty cổ phần than Vàng Danh, phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, là nơi xảy ra vụ tai nạn để kiểm tra và chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn. Báo cáo Bộ trưởng và đoàn công tác, ông Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam cho biết, vụ tai nạn hầm lò khiến 4 công nhân thiệt mạng. Thưa quý thính giả, chiều 27 tháng 8, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 17 về kết nối kinh tế Việt Nam-Singapore, dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, và Bộ trưởng thứ hai Bộ Công nghiệp và Thương mại kiêm Bộ trưởng Nhân lực Singapore, ông Tan Si Leng. Tham dự hội nghị có đại diện của các bộ, ngành của Việt Nam và Singapore liên quan tới các hoạt động hợp tác kinh tế thuộc 5 trụ cột, bao gồm kết nối năng lượng, phát triển bền vững, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật số và đổi mới sáng tạo và kết nối bao gồm các lĩnh vực như giáo dục, tài chính, công nghệ thông tin và viễn thông, du lịch, đầu tư, thương mại và dịch vụ, giao thông vận tải. Đây là 5 lĩnh vực, trong khuôn khổ hiệp định khung kết nối hai nền kinh tế được nâng cấp sẽ được ký kết, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 8. Thưa quý thính giả, tối 27 tháng 8, ngay sau khi đặt chân đến Hà Nội, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã có những hoạt động đầu tiên tại Việt Nam, với việc thưởng thức ẩm thực thủ đô, và có những phút thư giãn dạo quanh phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, hòa mình vào dòng người đến đây vui chơi, tham quan vào dịp cuối tuần, trong trang phục giản dị không áo vest, không cà vạt. Thủ tướng Singapore thể hiện sự thích thú khi chứng kiến các hoạt động ngoài trời của người dân Việt Nam. Trên hành trình dạo bước từ quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đến đền Ngọc Sơn, Thủ tướng Lý Hiển Long đôi lúc dừng chân chụp ảnh phố phường thủ đô. Tiếp theo chương trình là những tin tức thế giới đáng chú ý. Thưa quý thính giả, Malaysia sẽ mở lại đại sứ quán tại thủ đô Baghdad của Iraq sau 20 năm đóng cửa. Trong tuyên bố đưa ra ngày 27 tháng 8, Ngoại trưởng Zambry cho rằng, việc mở lại đại sứ quán tại Baghdad sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực. Quyết định mở lại đại sứ quán ở Baghdad đã được chính Ngoại trưởng Zambry chuyển tới lãnh đạo cao nhất của chính phủ Iraq khi ông tới thăm nước này, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 8 theo lời mời của Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề quốc tế kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Jad Fuad Hussein. Thưa quý thính giả, ngày 27 tháng 8, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo đã đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 4 ngày, nhằm thúc đẩy quan hệ kinh doanh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đón bà Raimondo tại sân bay có quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc Lin Feng. Theo kế hoạch, bà Raimondo sẽ có các cuộc gặp song phương với các quan chức Trung Quốc trong 2 ngày 28 và 29 tháng 8 tại Bắc Kinh trước khi tới Thượng Hải. Cùng đi với bà Raimondo có đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicola Byrne. Thưa quý thính giả, ngày 27 tháng 8, hãng tin TASS đưa tin Ủy ban điều tra Liên bang Nga đã hoàn tất xét nghiệm ADN, thi thể các nạn nhân trong vụ rơi máy bay Embraer ở vùng Tiver, phía bắc thủ đô Moscow. Kết quả cho thấy một trong số các nạn nhân là ông Yegeni Zigohin, người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner. Trong thông báo đưa ra trên ứng dụng tin nhắn Telegram, Ủy ban điều tra Liên bang Nga nêu rõ danh tính 10 nạn nhân được xác định trùng khớp với danh sách hành khách đi trên máy bay. Thưa quý thính giả, ngày 27 tháng 8, hơn 100 em nhỏ ở đảo Phú Quý huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận được thầy Chiến và các tình nguyện viên dạy bơi trên biển miễn phí. Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước ở trẻ em, thầy giáo dạy bơi Vũ Ngọc Chiến 32 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh, đã tổ chức chuỗi sự kiện thầy Chiến dạy bơi cho trẻ em vùng biển đảo. Sau hoạt động dạy bơi ở Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Nha Trang tỉnh Khánh Hòa, ngày 27 tháng 8, thầy Chiến và các tình nguyện viên đã tham gia hướng dẫn, dạy bơi cho hơn 100 trẻ em ở huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Trước khi bước vào hoạt động học bơi trên biển, các em được hướng dẫn tập thể dục buổi sáng, tham gia trò chơi dân gian, nhặt rác trên bãi biển. Ngoài ra, sự kiện còn dành tặng sách và dụng cụ học tập cho các bé đến học bơi. Thưa quý thính giả, cách thành phố Yên Bái chưa đến 30 phút di chuyển, thác Ao Xanh thuộc xã Vân Hội, huyện Trấn Yên là điểm du lịch được nhiều người dân trong thành phố và các địa phương lân cận tìm đến mỗi dịp hè nóng nực. Ở đây có vùng nước rộng vài chục mét vuông, nước sâu nhưng trong tới đáy. Thác nước không cao, không ào ạt mạnh mẽ nhưng cũng đủ để đưa du khách rời xa chốn ồn ào, thả hồn trong làn nước trong xanh mát lạnh. Trước đây, khi chưa được đầu tư xây dựng, Ao Xanh còn hoang vắng, đường lên thác chủ yếu là trèo qua các phiến đá to nối nhau khá khó đi, trơn trượt nên chủ yếu là người dân bản địa lui tới. Từ năm 2009, ông Nguyễn Văn Sơn đã tiếp quản khu vực này và xây dựng mô hình homestay Ao Xanh. Thưa quý thính giả, bên cạnh mùa xuân, tháng 10 và 11 là hai tháng du lịch cao điểm nhất trong năm tại Nhật Bản. Vì thời điểm này, Nhật Bản bước vào thu nên thời tiết vô cùng dễ chịu. Hơn hết, đây chính là mùa lá đỏ nổi tiếng, với vẻ đẹp choáng ngợp đã hấp hồn hàng triệu du khách khi đến, với xứ sở mặt trời mọc. Những lễ hội ngắm lá phong đỏ diễn ra xuyên suốt tháng 11, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham quan. Đặc biệt, cung đường vàng Tokyo, Kyoto, Osaka, Nagora trong màu áo đỏ này càng thêm bội phần quyến rũ. Để chiêm ngưỡng mùa thu tuyệt sắc tại đây, du khách có thể tìm đến vô vàn địa danh do thảm lá phong đỏ sẽ trải lên gần như khắp quốc gia này. Đó có thể là ngôi làng cổ xưa nhất xứ Phù Tang, Shizaka Kwago đẹp hơn tranh vẽ. Đó cũng có thể ngôi chùa Thanh Thủy, biểu tượng đất cố đô. Quý thính giả thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo 11 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin trợ lý ảo điểm báo lúc 18 giờ. Thân mến chào tạm biệt.